Chào tất cả các em đã đến với kênh đồ chơi của chị Trâm Anh. Hôm nay chị Trâm Anh sẽ mở hộp đồ chơi phòng tắm và bồn tắm của búp bê Barbie. Và đây là phòng tắm của búp bê Barbie. Phòng tắm có một màn cửa sổ màu hồng thật lớn, thật đẹp. Phòng tắm được trang trí màu trắng phía dưới và màu xanh da trời phía trên. Phía bên này phòng tắm có các kệ để đựng khăn tắm và xà bông và dầu thơm. Phía bên này cũng có một kệ để đựng khăn tắm, xà bông, dầu thơm. Bên này là cái gương của Barbie. Phía dưới là một cái ghế nhỏ để khăn tắm và hai chai dầu thơm. Đây là búp bê Barbie trong bộ đồ chơi này. Búp bê Barbie trang điểm nhẹ nhàng. Tóc được cột cao rất gọn gàng. Để chuẩn bị đi tắm. Barbie mặc một áo khoác màu hồng, màu xanh và màu trắng. Đây là loại áo chúng ta thường mặc trước khi đi tắm. Đây là mặt sau của áo. Phía dưới áo có một lớp ren nhỏ màu hồng. Barbie không đi giày để chuẩn bị đi tắm. Trong bộ đồ chơi này cũng có một cái đồ đựng xà bông và một vịt con nhỏ màu vàng. Chúng ta có thể gắn chặt nó ở đây và sẽ không sợ bị rớt. Và đây là bồn tắm của Barbie. Bồn tắm có viền màu trắng và có màu xanh nước biển rất đẹp. Đây là những chi tiết của bồn tắm. Đây là vòi nước. Đây là nơi mở nước lạnh và đây là nơi mở nước nóng. Rồi, bây giờ chị Trâm Anh sẽ đặt búp bê Barbie vô trong bồn tắm. Vừa vặn các em. Phòng tắm và bồn tắm rất đẹp, có phải không? Cảm ơn các em đã xem kênh đồ chơi của chị Trâm Anh. Các em hãy nhớ đăng ký miễn phí và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chào tạm biệt các em.